Ngày 31 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao và chúc mừng. Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Văn Cửu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Quách Tùng Dương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận tôn vinh những đóng góp công hiến của các đồng chí đảng viên trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chúc mừng các đồng chí đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời mong muốn với uy tín và trách nhiệm của mình, các đồng chí tiếp tục nêu gương, giữ gìn, phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người đảng viên, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí là tấm gương sáng đi đầu và tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.